Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn về dự án ICO Fastbot, dịch vụ kinh doanh thể thao nền tảng tài trợ. Dự án phân phối cho đến nay là 59.867.843 FPS. Mục tiêu nhắm của dự án là 90 triệu FPS. Bán trước một là ngày 30 tháng 3 đến ngày 31 tháng 1 tháng 3 là cộng 25%. Ngày 1 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 là cộng 20%. Đám đông 1 ngày 24, ngày 25 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 là 15%. Đám đông 2 là 30 tháng 4 đến mùng 9 tháng 5 là cộng 10%. Đám đông 3 ngày 15 ngày 17 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 là cộng 5%. Giới thiệu về Fastbot. Fastbot là dịch vụ kinh doanh thể thao và nền tảng tài trợ. Fastbot sẽ sử dụng công nghệ kế toán phân tán tự nhiên và không thay đổi được để tăng trưởng mức độ tin cậy và bảo mật, đồng thời giảm lạm phát và thiết lập một hệ thống tin cậy cho ngành thể thao toàn cầu. Qua đó, chúng tôi có thể cung cấp nền tảng cho những người tham gia và trải nghiệm người dùng trên sự tin tưởng và bảo mật. Video về Fastbot và các white paper, một máy nhắn tin, sản phẩm khởi động. Đối tác hoạt động tại Trung Quốc. Fastbot đã tạo ra một quan hệ đối tác Trung Quốc với trong nửa đầu năm 2017, dẫn đến một liên minh chặt chẽ, đồng thời cũng tham gia vào các hoạt động cơ sở dữ liệu thương mại thể thao điện tử lớn nhất Trung Quốc. Bạn có thể ghé thăm các sản phẩm FAX Go, nền tảng huy động vốn của các cộng đồng thể thao, dữ liệu FAX, cơ sở dữ liệu kinh doanh thể thao, kết nối FAX, mạng xã hội kinh doanh thể thao, hướng nghiệp tuyển dụng tài năng, nền tảng huy động vốn từ cộng đồng thể thao thông qua bỏ phiếu cộng đồng, các hợp đồng thông minh và các công nghệ blockchain khác, một nền tảng đầu tư thể thao tự trị cộng đồng và xây dựng quỹ cộng đồng. Người dùng có thể hỗ trợ chủ đề bao gồm một không giới hạn đối với vận động viên, sự kiện, dự án khởi động và sản phẩm trong công nghệ bằng cách sử dụng cổ phiếu của họ. Vốn mạo hiểm thể thao. Công ty khởi nghiệp gây quỹ dự án FAX Go cho hoạt động các dự án mở rộng kinh doanh và mang lại nhà đầu tư. Thiết bị thể thao huy động vốn từ cộng đồng. Các nhà sản xuất thiết bị thể thao có thể tăng quỹ R&D và bán chức cho các sản phẩm mới. Sự kiện huy động vốn từ cộng đồng, vận động viên và những người yêu thích thể thao có thể phát huy động vốn từ các FAX Go và một sự kiện nhỏ. Vận động viên huy động vốn từ các cộng đồng. Các vận động viên còn trẻ có thể phát triển, hình thành sự phát triển cá nhân của họ tại FAX Go tại phát triển cao hơn. Trong năm qua, nhóm Fastbot đã hỗ trợ giúp cho 20 dự án khởi động thể thao và đã hoàn thành quá trình hình thành, gây quỹ, thu hút kinh nghiệm sâu sắc trong ngành. Lưu hành của FAF nhận thu nhập đầu tư từ các tổ chức FAS và đầu tư các dự án yêu thích của FAX Go. Sau khi dự án thành công, nhà đầu tư có thể nhận được thu nhập đầu tư, nhận phần thưởng iDrop. Sau khi ấp ủ dự án thành công, các chủ sở hữu FAS sẽ có quyền ưu tiên tham gia vào các việc thả khung khí vào mã của dự án, nhận được các phần thưởng miễn phí cho iDrop. Các đối tác của Fastbot. Roadmap năm 2016-2017, ra mắt phiên bản beta Fastbot. Năm 2017 phối hợp với công ty Trung Quốc. Năm 2018 hoạt động các hệ thống tuyển dụng tài chính người dùng, các sản phẩm blockchain. Năm 2019 xây dựng các sản phẩm blockchain 2.0. Năm 2019
nhập cảnh vào thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Đội ngũ của Fatbox, nhóm nghiên cứu cốt lõi hiện có 16 thành viên tham gia vào nghiên cứu và phát triển dự án, chủ yếu là người Hồng Kông, cũng như ở Trung Quốc đại lục, Tokyo, châu Âu và Bắc Mỹ. Đồng thời chúng tôi tuyển dụng nhiều thị trường và đối tác kinh doanh của kỹ sư trong công nghệ blockchain để làm cho Fanpage nhanh hơn và tốt hơn. Dự kiến số lượng này sẽ tăng lên 40 trong tháng tới. Đồng sáng lập Vicenny, anh ấy chịu trách nhiệm về giải pháp tiếp thị. David Hwang, đồng sáng lập, đối tác công nghệ Harbin Gong. Đến ban cố vấn Giang Sơ Hùng, là một doanh nhân phát triển minh tiếp nối trong lĩnh vực kinh doanh di động, hệ sinh thái blockchain, tiếp thị kỹ thuật số. Nezi Wang, nhà đầu tư cố vấn, là một doanh nhân nối tiếp nhà đầu tư thiên thần, anh ấy tham gia vào các hơn 20 công ty thể thao. Một số đội ngũ cố vấn của Fanpost. Thông tin mới được đăng trên các trang Yahoo, CCN. Bán trước một là một Ether bằng 7 7.000 3.764 FS vào 30 tháng 3 năm đến 31 tháng 3, tức 32 ngày. Một Ether bằng 3,63 13,44 FS vào 1 tháng 4 đến 18 4 18 ngày. Một Ether bằng 3,462 88 FS 25 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4. Tổng cung là 200 triệu FS. Socket là 18 triệu FS. Mục tiêu bán trước là 40 triệu FS. Mục tiêu bán mã token là 50 triệu FS. Phân phối token 25% tương ứng với 50 triệu, 22% tương ứng với 44 triệu. Chuẩn bị hệ sinh thái Fastpost, 15% dành cho đội ngũ tương ứng với 30 triệu, 15% dành cho nhà đầu tư và ban cố vấn, 3% tương ứng 6 triệu rồi ngân sách tiếp thị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại!